Hi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 17 tháng 3 năm 2022. Con thiền lịch sử của chúng ta hôm nay uh, quay uh, trở lại thời kỳ uh, của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Thì trong số trước chúng đã chia sẻ về uh, về các vị vua của thời Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam. Thì uh, vị vua cuối cùng của triều uh, Lê Trung Hưng đó chính là vua Lê Chiêu Thống. Ông sinh năm 1765 và mất năm 1793 và vị đầu tiên của vị vua đầu tiên của thời Lê Trung Hưng đó chính là vua uh, Lê Trang Tông và đến vua Lê Chiêu Thống là trải qua là 16 đời vua của triều Lê Trung Hưng và hôm nay chúng sẽ chia sẻ về uh, nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam nhà Tây Sơn là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam tồn tại từ năm 1778 đến năm 1802 với uh, được thành lập trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Lê Trung Hưng từ năm 1533 đến năm 1789 theo cách gọi của phần lớn sử gia nhất là các sử gia hiện đại tại Việt Nam thì nhà Tây Sơn được dùng để gọi triều đại của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Nữ và Nguyễn Huệ để phân biệt với nhà Nguyễn của Nguyễn Ánh vì cùng họ Nguyễn ngoài ra Tây Sơn cũng chỉ các lãnh tụ và quân đội khởi nghĩa xuất thân từ ấp Tây Sơn cũng được dùng làm tên uh, cuộc chiến của Tây Sơn. Người nắm quyền đầu tiên của nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, người anh cả. Nên ngôi năm 1778, tới năm 1788 Nguyễn Nhạc nhường ngôi cho em là Nguyễn Huệ, chính là Quang Trung Hoàng đế. Một trong những công tích lớn nhất của nhà Tây Sơn trong lịch sử dân tộc là đã tiến đến rất gần công cuộc thống nhất và mở rộng lãnh thổ đất nước sau hàng trăm năm Việt Nam bị chia cắt bởi cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực lớn như Mạc Trịnh Nguyễn kể từ khi nhà Lê Sơ 1428 đến năm 1527 bị sụp đổ. Đồng thời triều đại này đã hai lần đánh bại quân xâm lược ngoại quốc, quân Xiêm Na và quân nhà Thanh bằng những chiến thắng lịch dịch bằng những chiến dịch quân sự thần tốc. Tuy nhiên năm 1792 vua Quang Trung Nguyễn Huệ À, đột ngột qua đời khi còn quá trẻ, người kế vị là Quang Toản à, còn quá nhỏ 9 tuổi đã khiến nhà Tây Sơn không có lãnh đạo đủ năng lực ưu thế dần chuyển sang Nguyễn Ánh, một hậu duệ của dòng họ Chúa Nguyễn nắm quyền trên đất Đàng Trong trước kia. Triều đại Tây Sơn tồn tại khoảng 24 năm thì sụp đổ sau khi Nguyễn Ánh tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện để tiêu diệt nhà Tây Sơn và thành lập nhà Nguyễn đối với nhà Nguyễn, nhà Tây Sơn bị xem là giặc phản loạn do họ đã đánh đổ thế lực của chúa Nguyễn. Chính vì thế nhà Nguyễn tìm cách xóa bỏ uy tín và những di tích liên quan đến nhà Tây Sơn. Nhưng những người mến mộ vẫn ghi nhớ các chiến tích và công lao của nhà Tây Sơn. Nhiều nơi đã nập đền thờ các vị vua tướng lĩnh của triều đại này. Ngày nay nhà Tây Sơn được coi là một triều đại chính thống của Việt Nam. Hoàng đế Quang Trung được coi là người anh hùng dân tộc với những chiến công chống ngoại xâm và cũng là người đề ra nhiều cải cách quan trọng trong xây dựng đất nước. Trong thế kỷ thứ 18, nước Đại Việt nằm dưới quyền cai trị tượng trưng của vua Nê có danh mà không có quyền hành chính, uh, hành chính trị. Quyền lực thực sự nằm trong tay hai gia đình phong kiến: các chúa Trịnh ở phía Bắc kiểm soát nhà vua và điều khiển triều đình ở Thăng Long và các chúa Nguyễn ở phía Nam đóng đô tại thành Phú Xuân hai bên từng đánh lẫn nhau để giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước trong suốt 45 năm và đều tuyên bố trung thành với nhà Lê để củng cố quyền lực cho mình. Cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh kết thúc vào năm 1672 và cuộc sống của những người nông dân ở phía Bắc của các chúa Trịnh khá yên bình, trong khi đó ở phía Nam các chúa Nguyễn dần dần xác nhập vương quốc Chiêm Thành và ảnh hưởng chính trị quân sự nên vương quốc chân Lạp. Các chúa Nguyễn thường hỗ trợ quân sự cho chân nạp để chân nạp đánh lại một nước mạnh À, kế cạnh là Siêm từ đó các chúa Nguyễn từ đó các chúa Nguyễn à, nhận các vùng đất từ chân nạp như món quà đền ơn mở mang thêm lãnh thổ đàng trong về phía nam từ giữa thế kỷ 18 người nông dân à, bị bần cùng và họ đã đứng lên khởi nghĩa à, cả ở đàng ngoài lẫn đàng trong so với đàng trong phong trào nông dân đàng ngoài mạnh mẽ hơn tuy nhiên các cuộc khởi nghĩa à, Quận Hà Nguyễn Hữu Cầu Quận Hẻo Nguyễn Danh Phương chàng lía hoàng công chất ở đàng ngoài và đàng trong nhìn chung đều chưa đủ quy mô sức mạnh và sự liên kết cần thiết để đánh đổ chính quyền cai trị mặt khác những người cầm quyền lúc đó như trịnh doanh ở đàng ngoài và nguyễn phúc quát ở đàng trong có đủ tài năng uy tín để huy động lực lượng chấn áp các cuộc khởi nghĩa cuối đời chúa nguyễn phúc quát ông trở nên lười nhác ham hưởng lạc và bỏ bê triều chính các quan lại cấp dưới cũng học theo thói xa xỉ đó lạm tham ô hối nộ cũng vì thế mà ngày càng nghiêm trọng. Lê Quý Đôn sử đàng ngoài trong phủ biên tạp lục có nhận xét về thời kỳ cuối uh, chúa Nguyễn là từ quan to đến quan nhỏ nhà cửa chạm trổ tường xây bằng gạch đá trước vóc màn the, đồ dùng toàn bằng đồng bằng sứ bàn ghế bằng gỗ đàn gỗ chắc ấm chén bằng sứ yên ngựa dây cương đều nạm vàng nạm bạc quần áo là nược nệm hoa chiếu mây lấy phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau họ coi vàng bạc như cát thóc gạo như bùn hoang phí vô cùng triều đình ngày càng suy yếu lòng dân chán ghét các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra báo hiệu sự cai trị của chúa Nguyễn đã sắp đến hồi kết ba anh em Tây Sơn Nguyễn Nhạc Nguyễn Nữ và Nguyễn Huệ được coi là Tây Sơn Tam Kiệt các quần tài liệu và thần thế Nguyễn Huệ và anh em Tây Sơn chưa hoàn toàn thống nhất các sách Đại Việt uh, sử ký Uh, tục biên Đại Nam Thực Lục Tiền biên Đại Nam Chính biên Liệt truyện Không định Việt sử Thông giám cơ mục đều ghi các thủ lĩnh Tây Sơn là họ Nguyễn nhưng không nói tổ tiên họ là gì. Quê gốc của ba anh em nhà Tây Sơn ở làng Thái Não, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đến năm 1986 được nâng lên thành thị trấn Thái Não. Đến năm 1998 thị trấn Thái Não hợp nhất với xã Hưng Thái thành thị trấn Hưng Nguyên ngày nay. Từ năm 1558 Nguyễn Hoàng chạy vào Thuận Hóa đến năm 1672 Chúa Nguyễn Đàng trong và Chúa Trịnh Đàng ngoài đánh nhau cả thầy 7 lần. Trong lần thứ năm 1655, 1656, quân Nguyễn tràn qua Hưng Nguyên nùa bắt dân cùng với tù binh đưa vào Nam để khai thác vùng Thuận Quả đất rộng người thưa, trong đó có bốn trong đó có ông tổ bốn đời của anh em nhà Tây Sơn là Hồ Phi Long. Tổ tiên nhà Tây Sơn vốn Họ hồ ở làng Hương Cái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Họ theo chân chú Nguyễn vào nập nghiệp miền Nam. Khi chú Nguyễn vượt lũy thầy đánh ra đất Lê Trịnh tới Nghệ An năm năm. ông cố của ba anh em Tây Sơn là Hồ Phi Nông vào giúp việc cho nhà họ Đinh ở thôn Bằng Trân, huyện Tuy Viễn, tức An Nhơn, cưới vợ họ Đinh và sinh được một trai tên là Hồ Phi Tiễn. Hồ Phi Tiễn không theo việc nông mà bỏ đi buôn trầu ở ấp Tây Sơn, cưới vợ và định cư tại đó. Vợ của Hồ Phi Tiễn là Nguyễn Thị Đồng, con gái duy nhất của một phú thương đất Phú Lạc. Do đó, họ đổi họ của con cái mình từ họ Hồ sang họ Nguyễn của mẹ. Người con là Nguyễn Phi Phúc, cũng chuyên nghề buôn trầu và làm ăn phát đạt. Cũng có tài liệu cho rằng họ Hồ đã đổi theo họ chúa Nguyễn ngay từ khi mới vào làm. Nguyễn Phi Phúc có 8 người con, trong đó có 3 người con trai là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Nữ và Nguyễn Huệ. Về thứ tự của Nguyễn Huệ và Nguyễn Nữ trong các anh em các tài liệu không ghi thống nhất. Nó nên ba anh em được đưa đến thụ giáo oh, cả văn lẫn võ với thầy Trương Văn Hiến. Chính người thầy này đã phát hiện được khả năng khắc thường của Nguyễn Huệ và khuyên ba anh em khởi nghĩa để xây dựng đại nghiệp. Giáo Hiến cho là có sấm truyền Tây khởi nghĩa Bắc Thụ Công, Phụ Nguyên Phục Thống, rồi nói với anh em Nguyễn Huệ, các con là người của đất Tây Sơn, Tây Sơn khởi nghĩa, sẽ nập lên sự nghiệp lớn ở miền Bắc và hết lòng giúp chúa Nguyễn để phục hồi nền nhất thống. Các con nên đổi thành họ Nguyễn để có danh nghĩa nập công. Do vậy, anh em Tây Sơn từ họ Hồ đổi thành họ Nguyễn. Trong những năm đầu tiên, Nguyễn Nhạc đóng vai trò quan trọng nhất. Tương truyền, trước khi nổi dậy, ông từng đi buôn trầu nên được gọi là hai trầu. Sử nhà Nguyễn chép rằng ông được chú Nguyễn giao cho việc thu thuế trong vùng nhưng mang tiền thu thuế đánh bạc mất hết. Cùng quẫn phải nổi dậy. Theo ý kiến của Phó Giáo sư Nguyễn Phan Quang trong sách phong trào nông dân Tây Sơn, tình tiết này thực chất là dụng ý nói xấu người phản loạn của nhà Nguyễn sau khi họ đã thắng trận. Ban đầu quân Tây Sơn nổi dậy và dần đánh chiếm được nhiều lãnh thổ ở đàng trong. Lúc này quân trịnh nhân lúc chú Nguyễn suy yếu cũng kéo vào Nam chiếm được Phú Xuân và đánh một vài trận với quân Tây Sơn ở Quảng Nam để làm hòa. Tây Sơn đồng ý nghị hòa với quân Trịnh, sau đó sẽ mang quân vào đánh chúa Nguyễn. Chúa Trịnh đồng ý phong tước cho Tây Sơn và không đánh nữa. Quân Tây Sơn tiếp tục đánh chúa Nguyễn và dần chiếm được đất đai và lớn mạnh, bắt đầu có sự tự chủ. Sau khi chiếm được phần lớn đằng trong, quân Tây Sơn đánh ra đàng ngoài đật đổ chúa Trịnh, kết thúc cục diện chia cắt Đại Việt dài 200 năm giữa các chúa Trịnh và chúa Nguyễn. năm Tân Mão, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 32, định vương Nguyễn Phúc Thần thứ 6, tức năm 1771 Nguyễn Nhạc, được các người cùng hợp tác, các nhân sĩ đồng bào địa phương tôn làm Tây Sơn Vương lấy danh nghĩa chống lại quốc phó Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương và cháu Đích Tôn của Vũ Vương Nguyễn Phúc Quát. Bởi Tây Sơn mang danh nghĩa ủng hộ Hoàng Tôn Dương và khi đánh trận thường la ó ẩm mỹ nên dân gian có câu Binh Triều là binh quốc phó, binh ó là binh hoàng tôn nguyễn nhạc tổ chức lại cơ sở quân sự giao cho nguyễn huệ trần quang diệu võ văn dũng và võ đình tú kinh tế tài chính giao cho nguyễn thung bùi thị xuân và nguyễn lữ dân sự hành chính giao cho võ xuân hoài và trương mỹ ngọc Đầu tháng 4 năm 1773, quân Tây Sơn đã kéo nhau từng toán xuống các chợ ngay lúc ban ngày đấy. Của nhà giàu chia cho nhà nghèo Đe dọa đốt nhà cửa để bắt người tuân theo Họ họp à, Từng khóm khoảng 300 người Riêng vùng Đồng hưu à, Đồng Hào có đến 600 người Và họ quấy nhiễu xuất ở Phú Yên Quy Nhơn Tổ chức của họ cứ theo thắng lợi mà trở thành lớn lao Có quy củ hơn Lúc đầu họ võ trang giáo bác cung tên Và cả à, súng tay nữa Họ đi bộ Nhưng sau đó khoảng tháng 8 họ đi ngựa à, Cáng và võng để bày tỏ vị trí phương Nam và tính cách bạo động của quân khởi nghĩa, họ mang mỗi đội một lá cờ đỏ dài độ khoảng 1 mét. Thì, trong số ngày hôm nay thì Trung đã chia sẻ một phần về uh, sự nghiệp của nhà Tây Sơn thì hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo Trung sẽ chia sẻ về uh, những uh, quá trình hình thành của nhà Tây Sơn cũng như là uh, các cái chiến công của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo